Chị Hoa đây. Chị Hoa, chị Bình, Phương, chú Đình đây. Ai đây? Đây là bà xã Hằng. Không, không có bà xã là mẹ đấy. Còn đây là Bomber, Bomber bên 52, Phương. Thế mình sao không? Mình nhận cái số này, gặp cái cô này. Đi đại với chúng ta chứ. Đây là chị Mary là chủ nhà đây. Cái không, nhưng mình có thể... Đây là anh Thái, chủ nhà. Anh trước đây là nhạc sĩ này. Không nhớ cũng nhà đâu. Chú sĩ chắc là... Dạ, đi tên. Đủ thứ hết. Đủ hả? Đã có phê không? Thế thằng Mỹ là con có phải không? Sai điểm nào không? Mẹ nó sống có 80 tuổi rồi không mẹ? Cái ngon gì thì đây, ngồi bên cạnh má là chị Hoi. Đây là bà á, chị Hoa. Đưa bà lại dùng một rác. Hê nằm, hê nằm. Ngồi tao. Vâng. Đây 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 là Phùng Thông, đây là Lê Khang. Đây ai? Có phải ai không? Rồi em ngồi đây. Rồi chả giò, toàn những món đặc biệt. Đây là bánh bánh ít, bánh ít, xôi lúa bung, rồi bánh cuốn thịt, rồi bánh quay không rất là ngon. Đây sợ ngồi đây nhé. Đâu ăn đâu, có gì đâu, có thịt đâu mà nói. Em không bao giờ nấu thịt. Thôi vừa là không đến chỗ này.